Mến chào quý vị khán giả đến với chương trình Hạnh Phúc Quanh Ta, chuyên mục đẹp hơn mỗi ngày. Quý vị khán giả thân mến, yoga tuy không phải là một phương thuốc thần kỳ nhưng lại có tác dụng phục hồi và tăng cường thể lực. Chuyên mục đẹp hơn mỗi ngày của chúng ta ngày hôm nay xin được giới thiệu bài tập yoga dành cho người bị mắc bệnh gan. Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Quý vị khán giả thân mến, chuyên mục đẹp hơn mỗi ngày không chỉ giới thiệu đến cho quý vị khán giả những biện pháp để giúp cho chúng ta có tinh thần và sức khỏe tốt hơn. Ngoài ra thì bộ môn yoga mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị cũng là một phương pháp trị liệu và giúp cho sức khỏe chúng ta hoàn toàn có thể được cải thiện. Đặc biệt là chủ đề ngày hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu khách mời chị Thanh Mai sẽ chia sẻ với chúng ta phương pháp trị liệu căn bệnh gan với yoga. Xin chào chị. Chào Diệp. Và xin chào quý vị khán giả. Thưa chị, vì sao yoga lại có được những tác dụng rất tốt cho người bị bệnh gan ạ? Vì trong yoga sẽ có một số động tác là giúp chúng ta là tăng cường năng lượng này, cũng như là chuyển máu đến gan, và như vậy là sẽ giúp cho gan được hoạt động tốt hơn. Nhưng mà đương nhiên những người bị bệnh gan á, thì chắc chắn là chúng ta phải gặp bác sĩ và chúng ta có một cái liệu trình uống thuốc này cũng như là điều trị rất là cẩn thận. Và ngoài ra thì luyện tập thì có một cái tác dụng hỗ trợ thêm, chứ đương nhiên là yoga không thể hoàn toàn được là một cái sự điều trị 100% được. Vậy chị có thể chia sẻ những động tác căn bản để có thể áp dụng cho người bị bệnh gan không ạ? Có rất là nhiều tư thế, nhưng mà trong cái khuôn khổ ngày hôm nay thì May giới thiệu đến quý vị hai tư thế. Đầu tiên là tư thế con cào cào, nằm sấp dưới sàn, áp hai tay gần người, lòng bàn tay hướng lên trần nhà, hít vô từ từ, nâng ngực, hông và chân lên khỏi mặt đất, hít thở đều bằng mũi, thở ra hạ người nằm sấp dưới sàn. Với cái tư thế này, chúng ta cũng có thể làm rất là nhiều lần, và chúng ta giữ được càng lâu càng tốt trong cái khả năng của mình, có thể 10 giây và sau đó là chúng ta sẽ trả lại. Thì đặc biệt trong yoga đó thì luôn luôn là sẽ có những động tác, ví dụ như là uốn người về phía sau thì bao giờ cũng sẽ có động tác gập người về phía trước. Thì quý vị có thể chú ý, giả sử như sau này chúng ta tập nhiều và chúng ta thấy cái lưng cũng hơi căng một chút, thì sau khi tập những động tác này thì quý vị có thể nằm ngửa và chúng ta sẽ đưa hai cái đầu gối áp lên phía người của mình và chúng ta hai tay ôm như vậy. Đó là động tác mà chúng ta trả về để cho cái lưng chúng ta cảm thấy được thư giãn hơn. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với động tác thứ hai. Tư thế cây cung, nằm sấp dưới sàn, cong hai đầu gối, nắm hai cổ chân bằng hai tay, hít vô từ từ, nâng ngực, hông và chân lên khỏi mặt đất, hít thở đều bằng mũi, thở ra hạ chân và nằm sấp dưới sàn. Và quý vị cũng có thể áp dụng cái động tác này, chúng ta cũng làm rất nhiều lần và mỗi lần chúng ta giữ được càng lâu càng tốt, được 10 nhịp, 5 nhịp hoặc 8 nhịp gì đó tùy vào thể trạng của mình. Và sau đó nếu như quý vị có thể căng cứng và phần lưng thì như Mai cũng nói trước, chúng ta sẽ co hai đầu gối lại, bó gối lại, như vậy thì chúng ta sẽ làm cho thư giãn được cái phần lưng của mình. Xin cảm ơn chị. Thưa quý vị khán giả, sống vui sống khỏe luôn luôn là ước mơ của tất cả chúng ta. Bên cạnh việc điều trị, trị liệu cho các căn bệnh của mình qua việc tập yoga có thể có được cái kết quả tốt hơn, thì quý vị khán giả hãy nhớ sống thật vui và giữ cho tinh thần mình thật thoải mái. Xin cảm ơn quý vị cũng quan tâm theo dõi chương trình. Xin cảm ơn nhãn hàng Viên Uống Hoa Thiên đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại.